Nhà chồng Vy Oanh tỏ thái độ sốc khi nói về nàng dâu thị phi, nữ ca sĩ lộ chuyện kết hôn giả ở Mỹ. Đối mặt với những lời vu khống, bôi nhọ cùng những thông tin sai sự thật, Vy Oanh không chỉ cương quyết làm rõ mọi thứ bằng pháp luật mà còn sẵn sàng chia sẻ các thông tin về cuộc sống hôn nhân để minh chứng cho sự trong sạch của bản thân. Theo đó, vào giữa năm 2015, thông tin Vy Oanh mất tích rồi sinh quý tử đầu lòng tại Mỹ khiến nhiều người bất ngờ và gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, trên trang cá nhân, ca sĩ Vy Oanh bất ngờ chia sẻ tin vui cô đã đi đăng ký kết hôn khiến nhiều người nghi ngờ về cuộc hôn nhân bí mật này. Vy Oanh cũng thẳng thắn nói về chuyện kết hôn giả để hợp pháp hóa việc sinh con ở Mỹ. Bà mẹ một con nghĩ việc kết hôn giả để hợp thức hóa giấy tờ cho con bên Mỹ cũng không cần thiết lắm vì thời buổi này làm mẹ đơn thân rất phổ biến. Nữ ca sĩ và chồng không tổ chức đám cưới mà có một buổi lễ tuyên thệ dưới sự chứng kiến của người thân. Vy Oanh phủ nhận kết hôn giả. Nếu vậy, tôi kiếm đại một người nào đó đẹp trai, giàu có rồi công khai đám cưới cho đẹp mặt, cần gì phải giấu kín. Bản thân là người của công chúng nên tôi chấp nhận người ta soi mói vì điều tiếng. Chồng tôi là doanh nhân Việt kiều Mỹ, làm trong chính phủ Mỹ. Theo quan niệm của tôi thì người giỏi ắt hẳn sẽ biết làm giàu. Và từ trước đến giờ tôi chỉ bị chinh phục bởi những người giỏi nhưng quan trọng nhất vẫn là tấm lòng biết yêu thương và chia sẻ. Vy Oanh từng tự hào nói về một nửa của mình. Vy Oanh thú nhận cuộc sống ở Mỹ khiến cô khá chán nên khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cô nhanh chóng về Việt Nam để hoạt động âm nhạc. Ở đây, người đẹp có nhiều người quen, môi trường gần gũi để thoải mái sinh hoạt, làm việc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn dành thời gian để chăm sóc con, độc lập về kinh tế chứ không lệ thuộc như nhiều người đồn đoán. Phần lớn thời gian của tôi dành cho con, chỉ khi nào rảnh rỗi tôi mới làm nghệ thuật. Công việc kinh doanh diễn ra đều đặn nên tôi cũng không lo, thu nhập hiện tại khá ổn để tôi tự chi trả mọi thứ. Chỉ khi nào có chuyện cần thì tôi mới mở lời với chồng, hai vợ chồng tôi độc lập trong chi tiêu. Có thể thấy, kể từ sau khi kết hôn, Vy Oanh được ông xã cưng chiều hết mực, cả gia đình chồng tuyên bố tự hào về nữ ca sĩ. Còn nhớ hồi cuối năm ngoái, trong buổi họp báo giới thiệu MV Lỡ một lời thương và album Nhẹ nhàng đi la Legatere tại Hà Nội, một số người thân trong gia đình chồng nữ ca sĩ từ Australia cũng bay về chúc mừng. Đại diện nhà chồng Vy Oanh, anh Lê Hồng Khiêm, tiến sĩ, giáo sư, Viện Kiểm soát Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chia sẻ gia đình mình có nhiều thành công trong các lĩnh vực nhưng chưa ai hoạt động nghệ thuật. Đại gia đình rất yêu mến và tự hào khi có một người con, em dâu nổi tiếng như Vy Oanh. Gia đình sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ cho sự nghiệp của Vy Oanh, anh nói. Doanh nhân Lê Thiện, ông xã Vy Oanh ngồi hàng ghế khán giả, chăm chú theo dõi và luôn liên tục mỉm cười khi bà xã nhắc đến mình. Vy Oanh sinh năm 1985, quê ở Phan Thiết, từng học nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Cô có chất giọng ngọt ngào, từng gây chú ý khi Chi Thần Tỷ làm các MV như Đồng Xanh, Ly. Từ khi kết hôn cách đây 8 năm, Vy Oanh hạn chế chạy sâu để chăm chút cho gia đình nhỏ. Vợ chồng cô có 3 con. Cuộc sống của nữ ca sĩ bước sang trang mới khi kết hôn với chồng Việt Kiều. Được biết, doanh nhân hiện là chủ của một công ty xây dựng, sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa. Không chỉ có ông xã giàu có chăm lo bản thân, nữ ca sĩ cũng là bà chủ của chuỗi spa làm đẹp và lâu lâu vẫn đi diễn. Dù ở Mỹ hay Việt Nam, cô đều có biệt thự đắt đỏ cùng nhiều bất động sản giá trị. Mỹ nhân sinh năm 1995 còn sở hữu nhiều xe sang như Mercedes S500 Blue Efficiency khoảng 7 tỷ đồng mua năm 2012, Mercedes AMG màu hồng có giá hơn 2 tỷ đồng mua năm 2019.